ở đáy sông. Tác giả Lê Lượng. Giọng đọc Trí Thông Minh Nhân Tạo, do Công ty Cổ phần Trái Thị Vàng xây dựng. Ngay sau đây, mời quý khán thính giả cùng đón nghe chương 13 của tập tiểu thuyết này. Suy cho cùng, ông cũng không phải là người tàn nhẫn độc ác đến thế, và hắn là kẻ bị ruồng bỏ vô cớ, mà bà con chung quanh không ai đến đấu tranh góp ý. Bây giờ thì người ta quá lơ là với nhau. Còn thời ấy, dường như con người sinh ra là để lo cho nhau. Không có việc gì mà tập thể không lo cho, hay không tham gia góp ý. Cái sự góp ý được thường trực cả ngày cả đêm 24/24 tiếng đồng hồ. Bất cứ việc to việc nhỏ, việc đúng việc sai, ở đâu ấy một tiếng là bà con sẵn sàng tham gia góp ý. Góp ý như là mục đích, như là đạo đức, như là nhu cầu và như là một trò chơi hấp dẫn. Một tuần không được góp ý với ai lần nào thì buồn lắm. Nhưng góp ý mãi vẫn không lay chuyển, vẫn trơ ra thì cũng chán lắm. Bố con nhà này đã trơ ra mất rồi. Ông bố làm việc gì cũng tỏ ra mình là người có nghĩ ngợi, có tính toán trước. Cái gì cũng biết trước một cách hăm ràn. Cái đó khi đã trở thành ấn tượng của mọi người, thì nó vừa như một tính xấu không mấy ai ưa, lại như một cái mọc che đỡ chắc chắn cho những việc làm sai trái của ông. Ôi, cái ông gàn dở hăm hăm ấy, chết làm gì? Còn hắn, từ khi đi sơ tán, bố mẹ một nơi, con cái một nơi, bố phó mặc cho họ hàng. Họ hàng rất quan tâm đến các cháu, nhưng lại không ai biết các cháu làm gì nghĩ gì. Mà có biết, cũng thật khó dạy bảo. Không phải con nhà mình đẻ ra. Các cháu lại là người thành phố, cậu mợ là người nhà quê. Biết bảo ban cháu như thế nào? Không cẩn thận, các bác sẽ nghĩ, không muốn cho các cháu ở nhờ, mới hay sinh chuyện. Cứ người nọ trông vào người kia, người nọ sợ người kia hiểu nhầm thành thừa ai cũng quan tâm đến chúng mà thực ra chúng chả được ai quan tâm. Đó là một khoảng trống lớn. Cho dù hắn là một đứa trẻ thông minh học giỏi, thương yêu các em, nhưng quyền hành của một ông chủ gia đình được phó mặc cho hắn. Hắn có quyền quát nạt sai bảo, cấm đoán, có quyền làm gì thì làm, có quyền buông thả mình, bỏ các em 2 ngày 2 đêm liền với 1 cân rưỡi gạo để đi ăn ở giữa bờ bụi xó xỉnh với cô Hiền. Không ai để ý đến, kể cả cha hắn và người cậu ruột của hắn, nơi hắn đang ở, tất cả những điều đó mới là chính. Nhưng bà con dân phố, cậu mợ hắn, cha hắn lại nhìn nhận hắn như một kẻ tội lỗi. Là do hắn lừa dối cha hắn khi bỏ học đi bốc vác ở ga, và cả chuyện dám yêu người cô bằng vai với mẹ hắn. Chứ không phải là hắn đã để lại trong cô một đứa con. Thành ra cái chính lại hóa phụ, cái phụ lại thành chính. Duy chỉ có chuyện này, rất nhỏ, đã lâu rồi, từ 2 năm trước sơ tán. Hôm ấy, ông và mẹ hắn lai gạo lên cho anh em hắn. Mẹ hắn còn lặc lẻ dắt xe ngoài bờ ruộng, ông đến đầu xóm dựng xe vào bụi tre để quay ra đón vợ. Ông thấy hắn đang nói chuyện gì với bà chủ nhà. Khi bà ấy quay đi, nhanh như chớp hắn bứt một quả chanh cho vào túi quần và nói, cháu về bà nhé. Ồ, hôm nào rỗi cháu lại sang chơi. Tự nhiên ông lặng người. Cái ý định gọi hắn ra đỡ cho mẹ nó, ông không thực hiện. Chuyện nhỏ nhoi của trẻ con sẽ được quên đi, nếu nó là một người lớn hoàn hảo. Nhưng nó trở nên sâu cay khi ông nhận giấy báo lên công an huyện An Dương cùng với tin đồn thằng núi ăn cát bị bắt. Ông biết mà, nó là thằng có tính lưu manh gian xảo từ lâu rồi, đâu phải đến bây giờ.